Rồi, Di Cô Gái chào lại toàn thể anh em đam mê quay trở lại kênh YouTube Di Cô Gái nha. Thì hôm nay tiếp tục lên một con mồi lỡ cho anh em về đi đánh nha anh em. Thì cái con bên trái này là con mồi S60 của mình, là con này là con chim nhật nha. Mình không có nói tới tại vì con chim nhật này giá nó cao, thì ví dụ anh em nào mua được giá mình cũng bán. Còn con bên phải này á là cái con chim tơ lên nha anh em, mình có đi vợt 1-2 lần rồi, chim này là ổn định lắm nha anh em. Anh em bắt con chim này về anh em có thể đi đánh liền được nha. Chim này mình đã đi đánh 1-2 kèo rồi, quay cận cảnh từng chi tiết cho anh em xem. Cái con chim này nó có giọng đầm sô nha anh em, đầm sô tiếng nó rất là rắc nha, rất là cái tiếng cái giọng của nó hơi bị khó kiếm nha anh em. Thì hôm nay quay chi tiết lên cho anh em xem, anh em nào mà tin tưởng thì alo cho mình nha. Bắt con chim này về là anh em chơi liền nha, chứ không cần phải tập gì hết nha. Thì cái con chim này tình trạng tầm 9 tháng chim rồi nha anh em, mình có đi đánh nó rồi, có đi vợt rồi, có clip rừng luôn nha anh em. Anh em nào mà quan tâm thì anh em kết bạn Zalo với số điện thoại trên màn hình cho mình, mình sẽ cung cấp clip đánh rừng cho anh em tham khảo nha. Cái dòng này rùi rất là tốt, đá rất là giỏi anh em. Quay từng chi tiết cho anh em xem, chim tình trạng nó không có tật lỗi gì hết. Chim thì tướng tá hình hài như mà quay cho anh em xem đây. Thì hình nó cũng to con chứ không có nhỏ nha. Hình nó to hơn các con chim nhập S60 của mình luôn. Thì bên mình là có cung cấp giò bẫy với lại chim non với chim mồi Malay nha anh em. Thì anh em nào cần chim thì alo cho mình sẽ gửi clip cho anh em tham khảo đầy đủ nha. Thì cái con chim này là mình mong muốn giao lưu với anh em giá là 5 triệu nha anh em. Con chim này 5 triệu là về anh em là anh em đi đánh liền nha. Còn bên trại mình thì có những con khác 3 triệu 4 triệu cũng có, mà mấy con 3 triệu 4 triệu là chim mới lên nha anh em. Thì mình muốn bán có con nào sao mình nói rõ cho anh em vậy cho nó dễ nha. Mấy con mà về anh em mà nuôi thêm ấy, mình sẽ nói nuôi thêm. Còn mấy con mà về đánh liền ấy, mình sẽ nói về đánh liền cho anh em mình dễ lựa chọn nha. Thì bên mình thì có cung cấp chim non nha anh em. Thì anh em nào quan tâm thì alo cho mình nha. Mình cũng còn được vài cặp non chuẩn bị ra ổ nha. Thì chim non bên mình đó là mình bán cho anh em, mình sẽ bảo hành một trống một mái, bảo hành chuẩn chim Malay nha anh em. Khi mà ra hai con chim mái mình sẽ bù cho anh em một cặp khác, nhưng mà với một điều kiện là anh em phải cho mình xem clip cụ thể nó chim mái nha anh em. Còn nếu như clip không cụ thể là mình anh em phải gửi chim cho mình xác minh nha. Tại vì nói chung lại mình buôn bán cái này cũng có nhiều thành phần họ trà trộn vô đó đó anh em, họ quay không có cụ thể này kia rồi đó, rồi họ bắt phù chim đó, nên cũng khó cho mình nha. Nên là anh em phải có video cụ thể là nó xác nhận nó là con chim mái, có khoen, có ký hiệu khoen của bên mặt trại mình thì mình chấp nhận nha, sẽ bù chim cho anh em cặp khác nha. Thì quay trở lại con chim này á, là con chim này nó có nước đá lộn với nước gù rất là tốt nha anh em. Cái âm của nó là âm đồng son, anh em nào mê cái âm này là bắt về sưu tầm cũng được nha. Cái âm này nói chung là độc lạ lắm nha anh em, nó hiếm á. Con chim này thì nó nổi rất là mạnh rồi, mình có đi giặt nó rồi nha anh em. Anh em nào mà tin tưởng thì kết bạn Zalo với mình gửi clip đi rừng cho anh em xem. Con chim này là về anh em chơi là không cần suy nghĩ gì nha, không cần phải tập thêm gì hết nha. Chim đá lộn rù rất là tốt. Thì cũng nhiều anh em hôm bữa mình lên mấy cái clip trước á, mình bán chim hết rồi nha anh em. Cũng nhiều anh em điện hỏi á, thì hôm nay mình lên tiếp con này cho anh em tham khảo. Anh em nào có tham khảo được á thì alo cho mình nha. Chứ mình buôn bán cu bán giò mỗi ngày anh em điện rất là nhiều nha, mình cũng không có nhớ cụ thể được nha. Cũng có mấy anh em điện hỏi chim hàng tập sự đó. Thì hôm nay mình lên chim này cho anh em tham khảo nha. Cái con mình đang nói là con phía tay phải màn hình của anh em nha anh em. Thì anh em nào xem được clip thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Di Cô Gái nha.
thì anh em không ưng con này á, thì anh em có thể kết bạn với mình gửi những con chim khác cho anh em mình tham khảo nha, để mình ra những cái clip sau này cho anh em mình tham khảo. Con chim này là tình trạng không có tật lỗi gì hết nha anh em, chim rất là đẹp chim nha. Con chim này nó đang thay lông đó, chứ nó mà cứng lông mà nó chơi mạnh hơn nữa nha anh em. Chim này đang rất lông, lông lá này về anh em phải tắm nắng vô mồ thêm nha. Nói chung lại mình ở đây công việc mình cũng nhiều lắm, những con chim mà nhiều khi mình chăm sóc cũng không có tới, không có bằng những anh em mà rảnh nha. Nên chim của mình lên thì nó cũng được 80% thôi, và anh em chăm sóc tốt hơn thì chim nó sẽ khỏe hơn và nước chơi của nó sẽ tốt hơn nữa nha anh em. Con chim này tướng tá hình hài, nó to con nha chứ không có nhỏ, chân cẳng mặt mày rồi thì không có lỗi gì hết, hình thì đẹp nha. Cái dòng chim này thì anh em cứ yên tâm nha, dễ chơi. Nó thúc là có kèm, có giật, có gù gước nha anh em, nhưng mà nó không có lẹ dữ đâu nha, nó không có lẹ mà kiểu mà giật mỗi cho mỗi bay đi nha. Nó tầm chung mà nó làm ghê, có bài bản đàng hoàng nha anh em, thúc tầm chung thôi chứ không phải là cái dòng mà lẹ quá, kèm giật nhiều quá nha. Thì những anh em nào mà muốn đi đánh bổi đó thì bắt con chim này nè, nó về nó dụ bổi rất là hay nha. Cái dòng chim của nó nói chung lại cũng lẹ chứ không phải là chậm, nhưng mà nó lẹ cái mức độ chung rồi nha anh em, chứ không phải là lẹ dữ. Thì dòng Mã Lai này có nhiều dòng nó lẹ dữ lắm nha, có nhiều dòng mà nó siết mà bổi về mà không xuống là bổi chạy luôn, mấy con tơ tơ là chạy luôn. Còn chim này nó tầm trung mà, hút tầm trung thì nói chung là nó dụ bổi rất là hay nha. Những anh em nào mà đi gần đánh bổi đâu đó, anh em tham khảo con này bắt về. Nói chung là mấy con này mình thấy tương lai nó đi đánh bổi rất ok nha anh em. Nó gù của nó thì khỏi sợ rồi, cái đá lộn mà khỏi sợ rồi, gù rất là tốt nha. Con chim này nói chung lại đủ nước nha anh em. Thì mình nói chung lại buôn bán qua mạng á, mình lên đây có sao mà nói vậy cho anh em mình tham khảo. Anh em nào mà ưng á thì alo cho mình, còn không ưng thì xem mua vẫn được nha. Quay cận cảnh cho anh em xem mặt mày tướng tá rõ ràng nha. Rồi anh em xem clip nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Vi Cô Gái nha. Mình xin kết thúc clip tại đây nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha.